đã lệnh cho tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng tạm hoãn việc ứng cứu tàu Quang Trung 016? Tàu Quang Trung xuất bến ngày 15 tháng 8, đến nay đã 10 ngày. Nếu tàu này không được ứng cứu kịp thời thì có khả năng tàu Quang Trung 016 phải rút vào bờ, bỏ lại bãi tư chính cho phía Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trung tướng Nguyễn Hoài Nam, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân đã lệnh cho tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng sẵn sàng. Nhưng cuối cùng chiến hạm này đến giờ vẫn chưa xuất bến, bỏ mặc một mình tàu hộ vệ Quang Trung 016 đối đầu với đông đảo tàu chiến Trung Quốc đang bao vây. Hiện nay tư lệnh cao nhất trong Bộ Quốc phòng không phải là Ngô Xuân Lịch mà là Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa là Tổng Bí Thư vừa là Chủ tịch nước vừa là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ngô Xuân Lịch tuy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng ông ta chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương dưới quyền của ông Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang bị nhóm bác sĩ người Trung Quốc chăm sóc sức khỏe. Đây là nhóm được Tập Cận Bình cử sang Việt Nam làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giữ gìn sức khỏe cho ông Trọng nếu như ông Trọng phụng sự cho Bắc Kinh. Và nhiệm vụ thứ hai là sẽ cho ông Trọng theo Trần Đại Quang nếu như ông Trọng có thái độ chống Trung Quốc. Chính vì thế nên những lần ông Trọng xuất hiện trước báo chí và truyền hình, ông ta không bao giờ đề cập đến chuyện tranh chấp ở bãi tư chính. Đó là những bề nổi người ta thấy còn thực chất bên trong, ông Trọng đã ra lệnh cho Trung tướng Nguyễn Hoài Nam không được cho xuất kích tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng ứng cứu. Đây là một thái độ thuần phục của Nguyễn Phú Trọng. Mệnh lệnh này đã làm cho các sĩ quan đô đốc chỉ huy các chuyến hạm vô cùng bất bình, nhưng đành chịu vì là cấp dưới phải tuân lệnh cấp trên. Như vậy, vụ bãi tư chính cho thấy Việt Nam vẫn cứ nhường nhịn trước sự xâm lấn của Trung Cộng để bảo vệ sự an toàn cho Đảng một hành động tuy đảm bảo an toàn cho đảng nhưng không thể làm hài lòng nhân dân vì nhân dân đã chứng kiến nỗi nhục nhường nhịn quá nhiều rồi. Tàu Trung Quốc vào gần bờ biển Việt Nam, cách Phan Thiết 185 km. Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc ngày thứ Bảy mở rộng hoạt động tới một khu vực gần bờ biển Việt Nam. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, sau khi Mỹ và Úc bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp. Tàu khảo sát lần đầu tiên vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đầu tháng trước. Nơi nó bắt đầu một cuộc khảo sát địa chấn kéo dài nhiều tuần, gây ra đối đầu căng thẳng giữa các tàu quân sự và tàu hải cảnh từ Việt Nam và Trung Quốc. Con tàu Trung Quốc tiếp tục tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào thứ bảy và được hộ tống bởi ít nhất 4 tàu ở vị trí cách đảo Phú Quốc ở đông nam Việt Nam khoảng 102 km và cách các bãi biển của thành phố Phan Thiết 185 km. Roster đưa tin, dẫn ra dữ liệu từ Marine Traffic một website chuyên theo dõi chuyển động của tàu biển. Dữ liệu cho thấy nhóm tàu Trung Quốc được theo sát bởi ít nhất hai tàu hải quân Việt Nam, theo Raster. Hãng tin này cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về diễn biến này. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm về việc tàu hải xương địa chất 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gọi đó là hành vi xâm phạm nghiêm trọng và cho biết các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền. Vùng đặc quyền kinh tế của một nước thường được mở rộng lên đến 200 hải lý, tương đương với 370 km từ bờ biển của nước đó. Theo một hiệp ước quốc tế của Liên Hợp Quốc, nước đó có chủ quyền khai thác bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào trong khu vực đó theo thỏa thuận này. Việt Nam và Trung Quốc nhiều năm qua đã vướng vào tranh chấp chủ quyền đối với vùng biển có tiềm năng năng lượng và một tuyến đường vận tải nhộn nhịp ở Biển Đông. Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền bằng một đường chín đoạn rộng lớn hình chữ U ở Biển Đông, trồng lên một phần lớn thềm lục địa Việt Nam, nơi mà Việt Nam đã cấp phép khai thác dầu mỏ. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó trong tuần này, Mỹ nói họ rất lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí tại vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và việc điều động các tàu này là một sự leo thang của Bắc Kinh. Trong những nỗ lực hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền ngừng phát triển tài nguyên ở biển Nam Trung Hoa, tên quốc tế của Biển Đông. Đáp lại tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói Washington đang gieo sự chia rẽ và có động cơ mờ ám mục đích là để gây hỗn loạn cho tình hình ở Biển Đông và làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Ông Cảnh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Sáu. Tin Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bị bịt miệng. Thông tin từ ông Ryan Martinson, trợ lý giáo sư của trường cao đẳng Hải chiến Mỹ, là người đưa tin sớm nhất và cập nhật tin thường xuyên nhất về vụ căng thẳng ở Bãi Tư Chính, cho biết chiến hạm Quang Trung đã rời khu vực Bãi Tư Chính gần nửa đêm ngày 22 tháng 8 năm 2019 theo giờ Việt Nam, ông Martinson viết, tàu khu trục cỡ nhỏ Quang Trung, nếu thực sự là Quang Trung và chúng tôi vẫn không thể chắc chắn, đã rời khỏi cuộc xung đột và đang quay trở lại Việt Nam. Ông Martinson không chắc, vì dữ liệu vệ tinh chỉ hiện thị mũi tên VNPS Quang Trung đang quay đầu hướng về đất liền Việt Nam, rời khỏi khu vực căn cứ, rời khỏi khu vực căng thẳng ở Bãi Tư Chính. Nhưng chúng tôi được biết Hải quân Việt Nam chỉ có duy nhất một tàu tên là Quang Trung, là một trong năm tàu hộ vệ lớp Gepard phiên bản 3.9 được mua từ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã bị bịt miệng. Bài báo tuổi trẻ có tựa đề Việt Nam không có thông tin chiến hạm Quang Trung được điều ra bãi tư chính. Bài báo cho biết, trong buổi họp báo chiều ngày 22 tháng 8, khi được hỏi về chiến hạm Quang Trung, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định chúng tôi không có thông tin về việc này. Thế nhưng bài báo này lên mạng chưa được bao lâu thì đã bị gỡ bỏ và thay bằng bài báo khác. Ảnh chụp bài báo tuổi trẻ vẫn còn trên Google, nhưng khi bấm vào link sẽ hiện ra bài bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc nói tàu hải dương 8 hoạt động trong vùng biển nước này. Trước đó, ông Matheson thông báo tàu chiến Quang Trung và tàu trường xạ 401012 đã xuống khu vực Nam Biển Đông đối đầu với nhóm tàu hải dương địa chất 8 đang quấy phá bãi tư chính. Sau đó, nhiều nguồn tin khác nhau của các trang lề dân đều xác nhận thông tin này. Cũng trong buổi họp báo trường ngày 22 tháng 8 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút tàu, không có hành vi đe dọa hòa bình Biển Đông, truyền thông Trung Đức đưa tin. Bà Lê Thị Thu Hằng thừa nhận nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam cũng như lần phát biểu ngày 16 tháng 8, bà Hằng tiếp tục yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có những hành vi làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hình, đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh ở biển Đông cũng như trong khu vực. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phản bác thông tin sai lệch Trung Quốc đưa ra về tàu Hải Dương 8 theo VOV. Vụ ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Bà Hằng phản bác. Về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu Hải Dương 8, chúng tôi đã nói rõ nhiều lần. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định đúng theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam không phủ nhận khả năng đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế. Báo Thanh niên đưa tin, Bài báo dẫn lại câu hỏi của một phóng viên, nội dung tương tự như status của Facebooker Đặng Sơn Duân trước đó. Thời gian qua, một số hãng tin của Ấn Độ có dẫn nguồn tin ngoại giao của Việt Nam cho biết Việt Nam có thể sẽ đưa vụ việc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có thể cân nhắc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Bà Hằng không phản bác thông tin nói trên và cho biết Việt Nam kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam sẽ diễn tập với Mỹ và ASEAN vào đầu tháng 9. Theo báo Một Thế Giới, bằng xác nhận theo thông tin chúng tôi được biết, cuộc diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019. Đây là hoạt động được tiến hành theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Mỹ năm 2018. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Cuộc tập trận trên biển ASEAN-Mỹ dự kiến kéo dài 5 ngày với sự tham gia của ít nhất 8 tàu chiến và nhiều máy bay. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu tại căn cứ hải quân Satahip ở tỉnh Chonburi và kéo dài đến tỉnh Cà Mau ở Việt Nam. Và kéo dài đến tỉnh Cà Mau của Việt Nam. Tất cả các nước ASEAN sẽ tham gia cuộc tập trận chung do Hải quân Mỹ cùng với Hải quân Thái Lan tổ chức. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa có thông cáo báo chí bên vực Việt Nam, Trung Quốc leo thang chống lại hoạt động khai thác dầu khí lâu đời của Việt Nam trên Biển Đông. Thông cáo báo chí của bà Morgan Otagus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, có đoạn việc Trung Quốc tái bố trí một tàu khảo sát thuộc chính phủ Trung Quốc cùng với các tàu hộ tống vũ trang. Vào vùng biển ngoài khơi Việt Nam gần Bãi Tư Chính vào ngày 13 tháng 8 là một hành động leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực nhằm đe dọa các nước đòi chủ quyền khác, khai thác tài nguyên ở Biển Đông trong những tuần gần đây trung quốc đã thực hiện một loạt các bước hung hãn can thiệp vào các hoạt động kinh tế lâu đời được thừa nhận của các nước đòi chủ quyền thuộc asean trong nỗ lực ép buộc họ từ chối hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài chỉ làm việc với các công ty nhà nước trung quốc trong trường hợp bãi tư chính trung quốc đang gây áp lực cho việt nam về việc hợp tác với một công ty năng lượng của nga và các đối tác quốc tế khác dinh cũng đã dẫn lại tin này rằng mỹ đặc biệt quan ngại trung quốc can thiệp hoạt động dầu khí của việt nam